Nam em không kìm được cảm xúc khi lắng nghe Sao Cha Không trong Bố Già của Trấn Thành. MV Sao Cha Không, ca khúc chủ đề bộ phim Bố Già của Trấn Thành, đã đạt 1,2 triệu lượt xem trong vòng 12 tiếng. Đây là một kỷ lục của mảng nhạc phim. Từ thời điểm phim Bố Già ra rạp, rất nhiều khán giả xem phim đã chia sẻ cảm xúc đặc biệt của họ trong khoảnh khắc ca khúc Sao Cha Không qua giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh quang lên. Sao Cha Không được Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện, và lời trách cha đầy dai dứt của người con. Sao Cha Không thảnh thơi nhàn hạ, nhận về buồn phiền không nói được ra, Sao Cha Không ở cùng con lâu hơn. Là tác giả nổi tiếng với khả năng viết ca từ thật như đời, Trấn Thành đã đúng khi tìm đến Phan Mạnh Quỳnh để có ca khúc nhạc phim nhẹ nhàng đơn giản mà thấm đượm cảm xúc. Hòa vào cảm xúc Sao Cha Không trong Bố Già thì Hoa Khôi Nam Em cũng không khỏi xúc động khi nghĩ về người cha đã khuất của mình. Cô viết: Sao Cha Không ở cùng con lâu hơn. Người cha yêu quý của Nam Em đã mất từ rất sớm, để lại trong cô nhiều nỗi nhớ. Cha đã không thể chứng kiến con gái trưởng thành và thành công như ngày hôm nay. Hiểu được tâm trạng của Nam Em, khán giả đã chia sẻ: Nhân duyên của cha và con chỉ dừng lại ở thời điểm đó, nhưng ông sẽ dõi theo con trong suốt chặng đường đi. Hãy mạnh mẽ lên con nhé, để cha đang ở đâu đó được yên lòng. Nam em ơi, cha luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và dõi theo em mỗi ngày, nhưng sẽ bằng một trạng thái khác, nên nam em cũng đừng buồn nhé, giữ gìn sức khỏe để thực hiện những kế hoạch sắp tới. Chúc em luôn khỏe mạnh và an nhiên, luôn yêu thương và ủng hộ em. Cố gắng lên đừng buồn, tất cả đều do số phận, ở nơi nào đó ông sẽ phù hộ cho nam em, hãy giữ gìn sức khỏe em nhé. Chị còn chưa thấy mặt cha mình, nhưng có lẽ vì trong nhà không có đàn ông nên tính của chị hơi men. Chị hiểu và cảm nhận được phần nào con người em. Qua rất nhiều đau khổ, cuối cùng thì an yên với cuộc đời. Hãy tha thứ cho những người làm tổn thương em, bởi như vậy mình nhẹ lòng hơn, rồi thời gian sẽ cho em trưởng thành hơn nữa em gái à. Cuộc sống của con người nó cũng như là một bông hoa vậy. Đó là quy luật mà con. Chuyện đã qua rồi, con hãy để nó ngủ yên trong lòng đi. Để người ra đi luôn được mỉm cười, còn người ở lại luôn được vui vẻ. Cố gắng mạnh mẽ lên con gái, đừng nhắc đến chuyện buồn nữa nha.